Collagen bôi là gì? Nó có công dụng như thế nào? Sản phẩm nào thì đang được ưa chuộng nhất hiện nay? Tất cả những cái băn khoăn của chị em sẽ được em chia sẻ chi tiết trong video ngày hôm nay. Mời mọi người cùng dành thời gian đón xem video. Trước kia ấy thì em có làm rất là nhiều những cái video chia sẻ cho các chị về collagen uống của Neocell hay là của Sutari và một số cái dòng collagen nước, collagen dạng viên của hãng Natureway của Úc. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ cho các chị một cái dòng collagen dạng bôi và tinh chất nhau thai kiều có nguồn gốc xuất xứ từ Úc, và đây được gọi là hai cái dòng sản phẩm cao cấp của Úc mà vào Việt Nam cũng được mấy năm nay rồi, được rất là nhiều chị em tin tưởng sử dụng về những cái dòng sản phẩm này. Trên tay em đang cầm là hai cái dòng sản phẩm. Lọ màu vàng là collagen của Caresmax và lọ màu xám là tinh chất nhau thai kiều của Caresmax. Và đây là hai cái dòng sản phẩm nhập khẩu nguyên hộp từ bên Úc thuộc cái hãng Caresmax. Và em xin chia sẻ với các chị về hàng thế nào là hàng nhập khẩu nguyên hộp và hàng nhập khẩu gia công theo nhu cầu của đơn vị đặt hàng. Thì hàng nhập khẩu nguyên hộp là sản phẩm nội địa nhập khẩu nguyên hộp, nghĩa là hàng Úc người ta dùng thế nào thì vào nước ta dùng như vậy. Đây là nguyên hộp và tất cả những cái thông tin ở trên này thì đều bằng tiếng Úc và có tem phụ bằng tiếng Việt. Đây thể hiện là công ty nhập khẩu chịu trách nhiệm về phân phối sản phẩm, và hàng này là hàng nhập khẩu nguyên hộp. Còn cái sản phẩm mà nhập khẩu theo nhu cầu là gì? Nghĩa là trên những cái sản phẩm mà có in cả tiếng Việt trên đây, họ in đấy chứ không phải là dán tem mà là họ in tiếng Việt ở trên này, thì đấy là những cái dòng sản phẩm người ta nhập khẩu nhưng người ta đặt hàng gia công theo cái yêu cầu của đơn vị phân phối, để thứ nhất là về cái chất lượng sản phẩm hay là giá thành của sản phẩm. Vì vậy thì nhiều người lựa chọn cái hàng, một là hàng nội địa, hai là mọi người lựa chọn cái hàng nhập khẩu nguyên hộp vì là chất lượng của nó rất là tốt, người sở tại người ta dùng thế nào thì mình được dùng như vậy. Cả hai cái dòng sản phẩm collagen và tinh chất nhau thai kiều placenta thì đều được nhập khẩu nguyên hộp vào Việt Nam. Bây giờ thì em xin được mô tả bên ngoài để cho các chị biết về cái dòng sản phẩm này. Đây là một hộp tinh chất của collagen màu vàng rất là đẹp đúng không ạ? Và có ghi ở đây ạ, 3x10 là trong một hộp này thì gồm có 3 lọ. Mỗi lọ chứa 10ml tinh chất collagen nguyên chất. Và đây có ghi những cái thông tin hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Và đây là trang web tại Úc này, địa chỉ tại Úc. Đây ạ, kmark.com.au. Và đây là tem phụ của công ty phân phối tại Việt Nam. Bây giờ thì em xin được bóc ra để cho mọi người cùng xem về cái sản phẩm bên trong nó như thế nào. Thì đây là có còn nguyên cả tem giấy bóng này, còn có cả tem vỡ ở đây. Thì bây giờ em xin được cắt ra để cho mọi người cùng xem. Đây là bên trong của cái hộp collagen thì gồm có 3 cái lọ tinh chất collagen đậm đặc và 3 cái vòi để sử dụng. Thì em cầm lên để cho các chị thấy. Đây là một lọ tinh chất collagen đậm đặc và đây là một cái vòi. Các chị có thể bóc ra và cắm cái này vào để sử dụng. Và trên này là có cái nắp này thì có thể là rút ra được là chúng ta sử dụng collagen qua cái đường ống này. Bên trong thì có một cái tờ giấy thông tin. Một lọ này thì có dung tích là 10ml các chị nhé. Bio Nano Collagen Liquid 100% 10ml. Còn đây trên tay em đang cầm đây là một hộp tinh chất nhau thai kiều placenta. Và cái hộp này thì được sử dụng ưa chuộng hơn cái dòng collagen màu vàng. Thực tế là những cái người khách hàng bên Hoa Beauty đã sử dụng phản hồi là mọi người ưa chuộng cái dòng này hơn. Nên là hôm nay em sẽ đi sâu vào cái dòng này để cho các chị biết. Và cái hộp này thì em đã bóc ra làm review cho mọi người rồi.
để em xin được chia sẻ qua cái bên ngoài để cho mọi người biết. Thì ở trên này có ghi chữ placenta. Trong cái hộp này thì cũng chứa ba cái lọ tinh chất nhau thai cừu và mỗi lọ có dung tích là 10 ml. Thì toàn bộ thông tin ở trên này thì đều bằng tiếng Anh. Và ở đây là ghi thông tin của hãng, còn đây là tem phụ là của công ty nhập khẩu. Bây giờ em xin được bóc ra để cho mọi người cùng nhìn về cái sản phẩm bên trong nó như thế nào. Một hộp này thì cũng gồm 3 lọ tinh chất nhau thai cừu đậm đặc. Và mỗi một lọ này á thì cũng có dung tích là 10 ml. Đây là có một cái tờ giấy của sản phẩm. Ở bên trong thì đóng hộp rất là đẹp. Và mỗi một cái lọ thủy tinh này thì đều có một cái vòi để các chị bóc ra và cắm vào sử dụng. Thì nó cũng giống như cái lọ collagen. Thì về cái thiết kế của nó thì giống nhau, rất tiện để cho các chị em sử dụng. Vậy thì cái sản phẩm tinh chất nhau thai cừu là tinh chất collagen này nó có tác dụng như thế nào? Khi mọi người bôi lên da ấy, thì nó sẽ dễ thẩm thấu vào da hơn, giúp da là được căng bóng, mịn màng. Collagen thì bổ sung theo các đường như là đường bôi, đường uống, đường tiêm hoặc là đường ăn uống. Thì đường tiêm và đường bôi thì nó có tác dụng là nhanh nhất. Nó tác động trực tiếp lên cái vùng da cần bổ sung cái tinh chất nhau thai cừu hay là bổ sung collagen. Nó khiến cho là da nó được căng bóng, mịn màng hơn. Một số chị em thì có phản hồi là có thể là dùng cái mỹ phẩm chứa cái collagen cũng được. Có phải không? Thì em xin được chia sẻ như sau. Thì các hãng mỹ phẩm dầu gội có ghi những cái thành phần collagen ở trên đó. Nhưng mà những cái sợi collagen ở trên mỹ phẩm ấy thì thường là những cái sợi collagen to. Nên là khi chúng ta bôi lên da hay là chúng ta sử dụng những loại dầu gội chứa biotin, chứa collagen thì nó không thể hấp thụ vào da được vì nó là những cái sợi collagen to. Tinh chất nhau thai cừu này thì nó được chiết xuất từ nhau thai của con cừu và gồm những cái loại vitamin, khoáng chất. Nó được chiết xuất ở cái dạng nano, siêu nhỏ, giúp cho là dễ thẩm thấu, tác dụng vào da một cách nhanh nhất. Vậy thì cái sản phẩm này nó có công dụng như thế nào? Những cái công dụng chính của những cái dòng sản phẩm collagen hay là tinh chất nhau thai cừu được kể đến, nó giúp cho là da được căng bóng, xóa đi những nếp nhăn và tăng cái độ đàn hồi. Nó hỗ trợ trong cái việc điều trị nám và tàn nhang. Những người mà có làn da bị tổn thương thì khi bôi những cái tinh chất này vào thì nó sẽ giúp cho là da được phục hồi một cách nhanh chóng và nó còn giúp cho là cấp ẩm cho da, làm cho da được mềm, mịn. Cái sản phẩm này thì không chỉ bên em làm review cho mọi người mà cái dòng sản phẩm này thì được quảng cáo, được chia sẻ trên mạng rất là nhiều. Và thực tế thì là MC Kỳ Duyên cũng đã chia sẻ về cái sản phẩm này ở những cái chương trình ở hải ngoại nên là mọi người yên tâm về chất lượng. Mọi người có thể nhìn thấy ở trên góc màn hình thì đây là hình ảnh mà MC Kỳ Duyên cùng với một bác sĩ ở hải ngoại chia sẻ về cái dòng sản phẩm Placenta Care Smart nên là mọi người yên tâm về cái chất lượng. Chắc là mọi người cũng băn khoăn là khi mà chúng ta thấy những ca sĩ hay là người mẫu, da của họ lúc nào nhìn cũng mềm, mượt, căng bóng. Vậy thì họ dùng những cái chất gì? Thì thật ra thì để có một cái làn da như vậy thì ngoài ra họ uống collagen, uống những cái chất dinh dưỡng thì họ cũng dùng những cái dòng sản phẩm bôi, những cái dòng tinh chất nhau thai cừu hay là collagen để bôi trực tiếp lên da. Ngoài ra thì họ lại còn đi spa, thẩm mỹ viện, họ tiêm trực tiếp những cái dưỡng chất chứa collagen vào trong da, làm cho da được căng bóng và mềm mịn. Có nhiều người băn khoăn là cái sản phẩm này thì nó phù hợp cho ai và giá bán của nó như thế nào. Collagen của chúng ta ấy, thì theo thời gian thì nó luôn bị thiếu hụt. Càng cao tuổi thì cái lượng collagen ở trong cơ thể nó càng mất đi do quá trình lão hóa. Và cái sản phẩm này ấy, thì nó phù hợp với những chị em ở độ tuổi 18 tuổi trở lên là có thể dùng được rồi. Nhưng mà nó phù hợp nhất với những cái chị em là ngoài 25 tuổi, ngoài 30 tuổi. Lúc đấy thì là cơ thể có những cái dấu hiệu lão hóa và có những cái biểu hiện thiếu hụt collagen dễ nhận thấy như là da bị nhăn nheo, bị sạm, bị nám, bị tàn nhang. Và cái sản phẩm này ấy, thì giá bao nhiêu thì cũng nhiều chị đang xem video này băn khoăn đúng không ạ? Thì em xin được chia sẻ là cái giá của sản phẩm này em sẽ cập nhật ở cái link mà mô tả ở bên dưới và ở cái phần bình luận để cho các chị biết, các chị ấn vào
thì sẽ xem trực tiếp cái giá của sản phẩm ở cái thời điểm hiện tại. Vì là giá của sản phẩm này phải phụ thuộc vào hãng, Casemark họ đưa ra thực tế ở mỗi một cái thời điểm lại khác nhau. Vì là cái sản phẩm này là sản phẩm nhập khẩu trực tiếp ở bên Úc nên nó là phụ thuộc vào tỷ giá đô, tiền đô và tiền Việt. Bên Hoa Beauty ấy, thì có review cho các chị những cái sản phẩm đều là hàng chất lượng và không quảng cáo những cái sản phẩm kém chất lượng để giới thiệu đến mọi người. Nên là mọi người yên tâm, những cái dòng sản phẩm mà Hoa Beauty đã làm review cho mọi người đều là những dòng sản phẩm bán chạy ở trên thị trường. Hai nữa là đều nhận được những cái phản hồi tốt của mọi người khi sử dụng. Không chỉ những cái dòng sản phẩm về bôi này đâu, còn những dòng sản phẩm uống, thực phẩm chức năng, làm đẹp, kem chống nắng, dưỡng da. Mọi người có thể truy cập trực tiếp vào website hoabeauty.vn hoặc là liên hệ theo số hotline em để góc trái 0985229900 để được tư vấn cụ thể về sản phẩm. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian lắng nghe video. Hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.